Xin kính chào các bạn. Tôi có một giò lan đuôi cáo nhỏ như thế này ạ. Các bạn quan sát xem. Nhìn bên ngoài thì tưởng rằng một giò lan cáo đang xanh tốt và giá thể của nó ổn định. Nhưng không phải ạ. Giò lan đuôi cáo này ghép trên một khúc gỗ nhạn mới chỉ được chưa đầy 5 năm các bạn ạ. Thì đây các bạn xem, bên trong nó đã bị mục ruộng hoàn toàn, và tôi thay giá thể cho nó bằng cách tôi rạch một đường dọc ở mặt sau của giò lan đuôi cáo. Chúng ta lựa chọn cái đường rạch ấy làm sao cho ít cắt ngang rễ của nó nhất, phải không ạ? Đây các bạn xem, ở bên trong mục ruộng không còn gì nữa. Mặc dù khi chúng ta treo, nó được bao bọc bộ rễ rất chắc chắn ở bên ngoài, cho nên tưởng như là không có vấn đề gì cả. Nhưng khi gõ tay vào thấy ở bên trong nó bồm bộp các bạn, thì bên trong đã mục ruộng rồi, không còn gì nữa cả. Đây các bạn xem, nó bở tơi ra, bột mủn hết tất cả. Thật may, nếu mà gặp một cái trận mưa bão, có gió bão to một chút, mà những giò lan đuôi cáo treo cao mà rơi xuống lại gặp nước mưa thì thôi rồi. Lan bị dập nát mà gặp nước mưa rất dễ bị thối các bạn ạ. Thối nhụn, thối thân ấy ạ. Đây các bạn xem, mục ruộng hết cả, không còn gì nữa. Thưa các bạn, ban đầu thì chúng tôi định chọn phương án thay giá thể cho giò lan đuôi cáo bị mục giá thể bằng cách phun nước ẩm, và chúng tôi tách rễ của nó, từng cái rễ ra. Và làm như vậy thì từng thân của lan cũng bị rời ra, phải không ạ? Thì dường như chúng ta ghép lại có vẻ là khó khăn. Bởi vậy chúng tôi chọn phương án là chỉ rạch một đường ở đằng sau, và sau đó ốp nguyên cả cái bộ rễ của nó vào một cái giá thể khác. Không những thế, nếu chúng ta tách rời từng rễ của nó khỏi cái vỏ của khúc gỗ nhạn này thì rễ của nó sẽ bị tổn thương rất nhiều. Và chúng tôi lựa chọn một khúc gỗ nhạn như thế này ạ. Lần này thì chúng tôi bóc bỏ vỏ của nó các bạn ạ. Bóc vỏ khúc gỗ nhạn. Tất nhiên nó có hai mặt, phải không ạ? Bóc vỏ trơ trụi như thế này thì chăm sóc lan sẽ khó nhọc hơn. Tuy nhiên độ bền vững sẽ kéo dài hơn là chúng ta để nguyên vỏ mà ghép lan, phải không ạ? Để nguyên vỏ, độ ẩm lớn, lan phát triển xanh tốt hơn. Sau khi đã loại bỏ cơ bản phần lõi hoài mục của nó thì chúng tôi lồng mấy cái dây thít các bạn ạ. Chúng tôi lựa cái dây thít loại to. Rất tiếc là chúng tôi không có được cái dây thít màu đen. Nếu có màu đen để cố định bộ rễ vào giá thể mới thì chúng ta nhìn nó thẩm mỹ hơn, phải không ạ? Thôi, nhưng mà cứ dùng tạm cái dây thít màu trắng này đã. Và chúng tôi ốp bộ rễ đó vào khúc gỗ nhạn mới này. Và chúng ta cố gắng đến mức cao nhất để bộ rễ của nó ổn định như ban đầu, phải không ạ? Nhất là không để cho những cái rễ nó chồng lên nhau. Thì khi chúng ta thít dây thít, rễ lan đỡ bị tổn thương ạ. Đây các bạn xem, bên trong mục ruộng như thế, rễ nó chỉ còn bám vào cái lớp vỏ mỏng manh thôi ạ. Thưa các bạn, như vậy về cơ bản chúng ta đã thay xong giá thể cho giò lan nhỏ này. Việc còn lại chỉ là bóc nốt những cái lớp vỏ nhạn cũ mà rễ của nó còn đang bám vào thôi ạ. Việc này không khó khăn, phải không ạ? Những chỗ bị tổn thương nhiều thì chúng ta cũng không tiếc và
để cắt bỏ bớt đi. Dây thít sau khi đã thít tương đối chặt, chặt vừa phải, chặt êm tay thôi ạ. Khi chúng ta rút dây thít, chúng ta cảm thấy êm tay là được. Còn nếu thít chặt quá thì rễ của nó lại tổn thương, phải không ạ? Và bây giờ chúng tôi treo lan vào một chỗ, một góc vườn râm mát một chút. Sau đó chúng tôi sẽ tưới nước vôi trong cho lan để những phần xước sát nó có nhiễm khuẩn thì nó hạn chế bị thối, có phải không ạ? Về cơ bản, việc thay giá thể cho giò lan đuôi cáo này đã xong ạ. Hôm nay chúng tôi xin mạnh dạn đăng clip này lên để mong được đón nhận những ý kiến tham gia góp ý chỉ bảo của các bạn giàu kinh nghiệm, xem chúng tôi thay giá thể cho một giò lan đuôi cáo đã bị hoai mục giá thể thì cái cách làm của chúng tôi như thế này có được không ạ? Hay còn cách làm nào khác hay hơn thì mong được đón nhận ý kiến đóng góp của các bạn. Thưa các bạn, bởi vì chúng tôi còn một số giò lan đuôi cáo giá thể cũng đã có dấu hiệu hoai mục bên trong rồi các bạn ạ. Đây, giò lan này nguyên rề đây. Nhìn các bạn xem. Đấy, gõ bên ngoài nó bồng bột thế này. Và bấm vào, bấm nhẹ vào giá thể thì đã thấy bên trong đã thấy mềm mềm rồi ạ. Và một giò lan khác của chúng tôi cũng một giò lan nguyên rề các bạn ạ. Đây ạ. Đây cũng giò lan nguyên rề, có đến 7-8 ngọn, đang ra những cái ngồng hoa rất mập mạp như thế này. Những ngồng hoa của mùa này nó vươn dài đến 5-60 phân. Có ngồng hoa vươn dài đến 5-60 phân các bạn ạ. Nhưng giá thể của nó cũng lại có dấu hiệu hoài mục. Bộ rễ của nó thì rất sum xuê. Và nhìn bên ngoài giá thể tưởng như không vấn đề gì ạ. Nhưng chúng ta gõ vào nó, gõ vào giá thể hoặc bấm nhẹ thì mới biết bên trong cũng lại mục không kém gì giò ban nãy rồi ạ. Đấy là lý do mà chúng tôi làm một clip khá dài để các bạn bớt chút thời gian xem xét và tham gia góp ý giúp cho. Để ngày 1, ngày 2 chúng tôi lại thay giá thể cho những giò lan đuôi cáo nhỏ của chúng tôi như thế này ạ. Xin thành thật cảm ơn các bạn bớt chút thời gian ghé xem và thưởng thức vài hình ảnh của giò lan đuôi cáo nhỏ mùa hoa cũ trong vườn nhà tôi. Xin kính chúc các bạn sẽ sưu tầm được những giò lan đẹp, những giò lan ưng ý, phù hợp với sở thích và điều kiện của mình để chia sẻ với bạn bè và những người thân thương của mình cùng thưởng lãm. Sao cho chúng ta yêu lan, chơi lan thì cả nhà cùng vui. Xin chân thành cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.